Em Hoàng Ô Tô Cũ xin chào quý các bạn. Hôm nay em Hoàng Ô Tô Cũ xin gửi tới bạn một con xe sedan 2 đầu rất là đẹp. Đó là con Mazda 3 được sản xuất. Đây, Mazda 3 màu đen bóng anh chị nhé. Được sản xuất năm 2010, đăng ký 2011, số tự động, cực đẹp luôn anh chị nhé, xe gia đình. Em đang cho anh chị xem một vòng quanh xe. Con xe này mang một nước sơn đen bóng luôn, cực đẹp. Trang bị 4 quả la răng đúc 4 lốp mới tinh nhá, 4 lốp mới tinh luôn. Xe gia đình đâm ra đi rất là ít. Form dáng cực kỳ đẹp. Mà con này thì mang biển số Quảng Ninh 14A01425. Anh chị có thể nhìn thấy sơn xi hồng, sơn căng mọng, bóng nhoáng luôn. Tất cả các cái lớp các cái gồ gà sần sùi, dập lội, dập chìm của nhà sản xuất còn nguyên này. Nhìn kỹ về cái nước sơn đi. Xe gia đình nha, số tự động nhá, đâm ra là đi rất giữ gìn, không chạy taxi dịch vụ gì cả. Rất là đẹp luôn. 4 quả la răng đúc này. Đăng kiểm thì con này dài miên man luôn. Đến tháng 8 năm 2020 này. Chị này. Xe này thì đăng kiểm 1 năm 1 lần. Tháng 2020. Hai quả đèn siêu sáng. Bi xe lông siêu sáng luôn. Cả đèn gầm cũng thế này. Xe cực đẹp nha anh chị nhé. Đấy. Mazda 3 2010. Thế nhưng mà 2011 mới lại lăn bánh xuống đường. Đấy. Hiện tại thì con này bên em đang giao bán với giá là 395 triệu đồng anh chị nhé. 395 triệu đồng một con Mazda 3 nhập Nhật Bản nguyên chiếc. Số tự động. Anh chị nào cảm thấy con xe này phù hợp với mình hãy nhấc điện thoại gọi cho em theo số điện thoại 0904 250 500, hoặc anh chị có thể đến trực tiếp Uông Bí Quảng Ninh để có thể xem xe. Đây, cho anh chị xem la răng đúc này, lốp này, lốp mới tinh nhá, mới tinh luôn này, cua lốp này, chị nhìn cua lốp luôn này, không có dấu hiệu của mục bọt này nhá. Rồi đây là về phần ngoại thất, em cho anh chị xem về phần nội thất này. Đây, đầu tiên là cánh cửa tabi bên lái này, bốn kính chỉnh điện này, gương kính chỉnh điện hết này, full này. Đấy, gập gương tự động này. Keo chỉ cánh đầu tiên anh chị nhá, không mất một tí keo chỉ nào của cánh đầu tiên này. Đấy. Đây, các ốc khóa cửa và ốc bản lề đây, anh chị nhìn kỹ này. Rất là đẹp luôn nha. Không ra, không đâm đụng nha. Không tai nạn, không ngập nước con này nha. Đấy. Tem nhập khẩu của nó này. Các chi tiết ốc kia còn rất là đẹp. Đấy, đài 2010 đến 2011 đấy. Đây, em cho xem vài các chức năng của nó này. Đầu tiên nó là vô lăng tích hợp này. Đầy đủ các chế độ luôn. Quá nhiều chế độ trên vô lăng tích hợp luôn. Túi khí. Vô lăng này cực đẹp nhá, chị nhìn này. Không có dấu hiệu mờ, dấu hiệu của lốp tay, lốp tiếc gì cả. Đây, đồng hồ hiển thị, em bật đồng hồ cho chị xem này. Đây, tất cả các chế độ của nó này. Xe chạy 79.933 cây nhá. Xịt xoát 8 vạn nhá. 2011 xe đi rất ít nhá. Không có tua đồng hồ đồng hiếc cái đâu cho anh chị được biết luôn này. Các chế độ lên này, phanh ABS đầy đủ này. Em nổ máy nha. Rồi, đang nổ máy rồi. Lướt qua một tí về đồ nhựa của nó này. Táp lô cực kỳ là sạch sẽ. Cực kỳ là sạch sẽ, đẹp luôn này. Túi khí đây này, túi khí dành cho người ngồi bên phụ này. Ừ.
Đẹp luôn mà. Đấy, đây có màn hình nhỏ để điều hòa này. Điều hòa này, điều hòa hai vùng nhá. Hai vùng độc lập luôn. Người bên lái và người bên phụ hai vùng độc lập luôn đây này. Hai điều hòa hai vùng độc lập này. Một bên nóng bên lạnh này. Em bên này lái xe thì nóng mà người ngồi bên lạnh thì người ngồi bên bên cạnh mà lạnh thì tăng lên này. Đấy, màn hình Android. Âm thanh đây. Âm thanh thì quá tuyệt hảo luôn. Quá tuyệt hảo luôn. Đây cần số tự động nha, số zích zắc nha. Cần số cũng còn đẹp, đẹp cực kỳ luôn này. Đây hộp tì tay phanh tay đây. Bệ tì tay phanh tay đây. Đây, chỗ để nước. Nói chung mà con xe gia đình chúng ta rất là đẹp. Đây đẹp bộ ghế này. Được bộ trang bị một bộ ghế đen đỏ luôn, cực kỳ là thể thao, cực kỳ là hợp với lại con xe này màu đen. Chân lỉ nguyên bản nhá, bản này là bản full, bản đặc biệt có cả cửa lóc anh chị nhá. Kiểm tra tí cửa lóc này. Đây, cửa lóc đang chạy này anh chị nhỉ. Tự động luôn này. Rồi giờ đóng này. Đấy, cũng đóng tự động luôn này. Ngon luôn. Chân lỉ nguyên bản nhá, chân lỉ nguyên bản cực kỳ sạch sẽ này, cửa lóc này. Cửa lóc luôn, bản này bản đặc biệt mà. Đây, hàng ghế sau đây. Hàng ghế sau rất là sạch sẽ và dấu hiệu ít, rất ít ngồi luôn. Ít ngồi luôn nha, đen đỏ nha. Form dáng rất là thể thao luôn, cả nội thất bên trong. Đã được bọc sàn ra hết, trải thảm. Đây là cánh cửa táp bi sau. Sau lái, keo chỉ này anh chị để ý này. Còn nguyên này, không mất một phân nha. Xe không lỗi nha, con này bao không lỗi nha. Đây là về phần đít cốp. Anh chị nhìn đít cốp xem nó cân đối không? Quá cân đối. Keo chỉ này. Keo chỉ không mất một phần nha. Này, nhìn ốc của nó này. Rãnh nước này. Để em quay cực kỳ chi tiết cho anh chị xem này. Xem xe nó có lỗi ở đâu này. Không hề lỗi nhá. Cốp như này, cốp rộng và sạch sẽ không? Rất rộng và sạch sẽ. Đây, đây là lốp dự phòng. Tất cả các bộ kích lốp còn nguyên này. Đầy đủ hết trang thiết bị này. Rất là giữ gìn này. Sàn này. Sàn bên trong anh chị có thể nhìn thấy này. Cực kỳ sáng luôn nha. Không có túi mục mọt đấy nha. Đây cánh cửa bên này là cánh cửa sau phụ đây. Táp bi cánh cửa sau phụ này. Keo chỉ nó này. Không mất một phân keo chỉ nha anh chị nha. Không mất một phân keo chỉ nào luôn. Đây. Táp bi bên phụ. Cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc luôn. Không xước sát tí nhựa nào cả. Chào chị nha. Không mất một phân keo chỉ nào. Cực đẹp luôn anh chị ạ. Ông đẹp chưa? Em cho anh chị xem bốn cánh và đít cốp không mất một phân keo chỉ nào nhé. Nội thất bên trong tất cả. Bây giờ em cho anh chị xem phần đầu, phần lắp cabo và phần máy. Xem nó có đâm đụng về phần đầu hay không. Và máy móc nó có rỉ dầu hoen mỡ hay không. Anh chị chờ xem đây.
Đầu tiên là lắp cabo. Lắp cabo của nó, lắp cabo của nó rất là cân đối này. Đấy, không có dấu hiệu gì đâm đụng nhé. Tất cả các độ tròn dạt của nhà sản xuất này còn cực kỳ cân đối luôn này. Đầu tai đèn này, chị có thể nhìn kỹ cái đầu tai đèn đầu răng nhé. Đấy, vị trí đèn đặt này, xem có vênh váo hay không này, có hở đầu hở đuôi hay không này. Đấy, cực kỳ khít kín khít nhá. Tai đèn này, hai tai đèn hai bên này, ụ giảm sóc này. Đấy, anh chị nhìn xem không có dấu hiệu gì. Máy móc thì cực kỳ khô ráo, mỗi tội hơi bẩn đi thôi này. Anh em mới về đâm ra chưa thể dọn dẹp máy móc được. Máy móc này anh em cho đi spa tí, rửa hơi nước nóng phát là sạch bong luôn cho anh chị luôn. Hôm nay anh chị nhìn xem này, máy hơi bẩn thế thôi nhưng không có dấu hiệu hoen gì dầu mỡ nhá. Cực kỳ khô ráo này, cực kỳ khô ráo luôn. Thì khô ráo luôn. Đấy, vâng, em vừa quay chi tiết con xe Mazda 3 đời 2010 đăng ký 2011 cho anh chị vừa được xem số tự động. Đấy, hiện tại là con này bên em đang giao bán với giá là 395 triệu đồng. Anh chị nào cảm thấy phù hợp với mình hãy nhấc điện thoại gọi cho em theo số điện thoại 0904 250 500, hoặc có thể đến trực tiếp Uông Bí Quảng Ninh để có thể xem xe cũng như đề thử. Vâng, em xin cảm ơn anh chị đã xem hết video của em. Xin hẹn mọi người ở những video tiếp theo và những con xe mới nhất bên em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.